Xin chào cô và tất cả các bạn. Hôm nay, nhóm mình đã có một chuyến đi đến một địa điểm nổi tiếng tại thành phố Biên Hòa. Nơi đây thờ một nhân vật, một vị đại thần có công khai phá ra vùng đất Nam Bộ. Đó là đền thờ Thượng Đặng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, nằm tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Khi đang trên cầu Rạch Két, chúng mình đã gặp một cảnh rất trùng hợp, đó là qua cầu trong khi đoàn tàu đang di chuyển qua. Lúc này, thật sự chúng mình cũng sợ lắm, vì đây là lần đầu tiên gặp cảnh này. Cây cầu sắt nhìn thì cứng cáp, nhưng khi có tàu chạy qua là cả cây cầu đều rung lắc dữ dội. Khi qua cầu, đi thêm một đoạn khoảng vài trăm mét nữa, chúng mình đã thấy một tấm biển lớn chỉ đường đến ngôi đền. Tấm biển ghi rằng: Di tích lịch sử, đền thờ, mộ Thượng Đặng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, xếp hạng cấp quốc gia năm 1991. Đi thêm một đoạn nữa thì ngay phía bên phải chúng mình chính là khuôn viên của đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là cổng sau của đền. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh còn được gọi là đình Bình Kính, thuộc địa phận phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Nơi đây, nhân dân đã thờ vị khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh, một danh nhân có nhiều công lao với đất nước trong việc mở mang, chấn chỉnh bờ cõi phía Nam Tổ quốc. Di tích lịch sử này đã được nhà nước xếp hạng ngày 25 tháng 3 năm 1991. Nói một chút về lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 ở Quảng Bình. Cha của ông là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật, là người võ dũng mưu lược, phụng sự dưới hai đời chúa Nguyễn. Năm 1698, khi đó ông đang trấn thủ Di Binh Khương, Ninh Thuận, Khánh Hòa ngày nay, đã được chúa Nguyễn Phúc Chu sai làm thống suất kinh lược xứ Đồng Nai. Khi đến xứ Đồng Nai, ông đã chọn lấy vùng đất Cù Lao Phố, một thương cảng bậc nhất lúc bấy giờ. Trong chuyến kinh lược, ông đã thực hiện một số công việc quan trọng, đặt nền tảng cho công cuộc khai khẩn mạnh mẽ và quản lý vùng Nam Bộ thời bấy giờ. Năm 1699, Nguyễn Hữu Cảnh thực hiện nhiệm vụ trấn an vùng biên giới Tây Nam Bộ. Trên đường trở về, ông bị bệnh và mất tại Rạch Gầm, Mỹ Tho vào ngày 16 tháng 5 năm 1700. Linh cữu của ông được đưa về Cù Lao Phố, sau đó được chôn cất tại quê nhà là Quảng Bình. Theo lời người dân địa phương và tư liệu lịch sử, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18, tức khoảng sau thời gian Nguyễn Hữu Cảnh mất năm 1700, thờ thần Hoàng Bốn Cảnh. Xưa, đình thuộc phạm vi của làng Bình Kính nên đền mang tên là đền Bình Kính. Xưa, đền chỉ là miếu nhỏ, được làm từ vách ván, mái ngói. Kiến trúc ban đầu của đền không còn lưu giữ do sự hủy hoại của tự nhiên. Năm 1851, đền được xây lại và cách vị trí cũ khoảng 400 m. Di tích trải qua nhiều lần trùng tu, kiến trúc hiện tồn theo dạng chữ đinh. Từ ngoài vào theo lối chính có 3 cửa. Hai bên cửa có khắc chìm hàng chữ Hán với nội dung nói về đền thờ Bình Kính, công lao của Nguyễn Hữu Cảnh với vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Chánh điện hình vuông, tường gạch, nền lát gạch tàu, mái lợp ngói, hàng cột hành lang mặt trước đắp trang trí hình ảnh những con rồng cuộn đối chầu với nhau. Nội điện có 3 hàng cột gỗ lớn treo những liễn đối và các hoành phi. Bao lam gỗ được chạm trổ tinh tế các đề tài dân gian. Các hoành phi thể hiện dưới dạng đại tượng chữ Hán. Liễn đối được trang trí hoa văn sơn son thiết vàng. Sau này, người dân cải miếu thành đình, thờ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh làm phúc thần của làng xã. Thời vua Gia Long đã cho trùng tu lại đền và cắt cứ 10 từ phu trông coi chăm sóc. Năm 1851, tức năm Tự Đức thứ tư, triều đình cấp tiền để cất lại đình, cách đình cũ 400 m về phía bên phải. Năm 1960, đình được trùng tu, mở rộng chánh điện. Khi bước ra khỏi chánh điện, phía trước mắt chúng ta là bức bình phong. Bức bình phong có hai mặt
đã được xây dựng cùng thời khi đền thờ được xây cất. Gần đây, bức bình phong vừa được tô sơn lại. Trước đền là sông Đồng Nai với phong cảnh mát mẻ. Xung quanh là khuôn viên rộng lớn của đền thờ. Phía xa xa, hướng bên tay phải là nhà bia và tượng đài Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh. Nhà bia ghi công lao của ông do tỉnh Đồng Nai dựng nên để thể hiện sự tôn kính đối với Đức ông. Do khi thời gian mình đến, người quản lý của đền đã đóng cửa nên chúng mình không thể vào trong được. Nhưng chúng mình đã tìm hiểu về chánh điện của đền cùng với sự miêu tả của một cô sống ở gần đó. Lối vào chánh điện có 3 cánh cửa theo kiến trúc hiện đại. Khi bước vào trong, chúng ta sẽ thấy được các bàn thờ, các vị tiên sư và bàn thờ chính giữa là Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh. Hai bên thờ tả ban, hữu ban liệt vị. Một góc bên bàn thờ có tủ kiếng giữ bộ áo mão tương truyền là của Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh thọ sinh thời. Điểm nổi bật trong nghệ thuật điêu khắc kiến trúc từ chất liệu gỗ là các bàn hương án trong chánh điện. Các hương án được chạm khắc nhiều đề tài như rồng trầu, linh thú, muôn thú, hoa lá, vân vân rất tinh tế, sắc sảo làm tăng thêm tính chất nghệ thuật được bảo tồn của ngôi đình làng. Sau của đền thờ, mọi người sẽ đi từ cổng này để đỗ xe khi vào đền. Phía sau chánh điện là khu nhà khách, nhà bếp và nhà kho. Thông lệ vào ngày 15 tháng 5 đều tổ chức lễ tưởng nhớ về ông. Phía bên phải là nơi chứa đựng các danh sách những người đóng góp xây dựng đền, hình ảnh của ngôi đền với những năm trùng tu của ngôi đền. Theo đó, ngôi đền được trùng tu gần đây nhất là năm 1998. Phía bên trái là nơi chứa đựng những thông tin về ngôi đền thờ và nơi tiếp khách tham quan. Thank you.
chuyến hành trình đến đền thờ Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh của chúng mình cũng đã kết thúc. Chúng mình rất cảm ơn cô và các bạn đã dành thời gian để xem hết video clip này. Trong video sẽ không tránh khỏi những sai sót trong quá trình xây dựng. Rất mong cô và các bạn hãy thông cảm và bỏ qua cho chúng mình. Chúng mình chân thành cảm ơn.